ngày 21 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kế tiếp phiên xử phúc thẩm vụ án cố ý gây yêu thương tích xảy ra tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Các bị cáo trong vụ án này gồm Trần Quang Nhị 1991, Nguyễn Văn Hoàng 1978, Nguyễn Văn Bình 1978 và Nguyễn Phan Thành Công 1992, cùng trú xóm Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Nguyễn Thành Nghĩa 1993, Nguyễn Văn Thuẫn 1993, Lê Thành Nhân 1998, Đặng Viết Thịnh 1999, Nguyễn Hải Hoàng 2000, cùng trú xóm Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Hòa Vang đã tuyên phạt các bị cáo Hòa, Bình, Thuẫn, Nhị, Nhân 24 tháng tù. Bị cáo Nghĩa bị phạt 30 tháng tù, Công 12 tháng tù, Thịnh và Hoàng 12 tháng tù treo, cùng vì tội danh trên. Ngay sau đó, 4 bị cáo là Nghĩa, Thuẫn, Hòa và Bình đã có đơn kháng cáo. Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Đây là vụ án xảy ra từ tháng 1 năm 2017 và đã qua 6 lần mở phiên xử sơ thẩm và 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong thời gian này, Hòa, Bình liên tục kêu oan. Do áp lực nên bị cáo Hòa đã treo cổ tự tử và để lại thư dặn dò cung phi con kêu oan. May mắn là người dân đã phát hiện và đưa bị cáo đi cấp cứu kịp thời. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trụ sở tại thành phố Đà Nẵng đã liên hệ và mời hai anh em sinh đôi Hòa, Bình đến làm việc và tiếp nhận đơn kêu oan của các bị cáo ngay sau đó. Theo cáo trạng, tối 4 tháng 1 năm 2017, Nhân, Nghĩa, Thuẫn đi dự tiệc cưới về ngang qua quán của chị Ngô Thị Na cung phi bị cáo Bình ở làng An Định, làng Hòa Bắc, thì thấy quán chị Na có nhiều người đang ăn nhậu nên đã chửi tục. Sau đó, cả nhóm quay lại để cho Nhân vào quán mua thẻ điện thoại. Những người trong quán gọi Nhân, sao lúc nãy đi ngang qua chửi tục. Nhân liền đi ra nói với Nghĩa là thế hệ bị những người này đòi đánh. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã nhưng được can ngăn kịp thời. Nhóm của Nhân ra về theo hướng về phía làng Hòa Liên. Khi đi được 50 mét, Nghĩa gọi điện thoại cho Thịnh nói, nhóm của Nhân bị nhóm Hòa bắt đánh, sang nhà Nghĩa lấy dao, hàng lên đánh lại. Thịnh nghe vậy thì đồng ý. Do không có xe nên Thịnh nhờ Hoàng đèo sang nhà Nghĩa lấy 5 con dao bỏ vào bao rồi cả hai lên Hòa Bắc hội nhóm với Nghĩa. Cùng lúc này, Nhị, Hòa, Bình và Công cùng một số người khác đang ngồi nhậu nghe tin nhóm Nghĩa đang nắm giữ khí đến đánh thì một người nói tội hắn lên thì sẽ đánh lại. Khi nhóm của Nghĩa đến và xông vào khu vực trước quán thì một số người đang ngồi nhậu trong quán bỏ chạy tán loạn. Riêng Nhị, Hòa, Bình và Công chạy đi lấy giữ khí rồi quay lại đánh nhóm của Nghĩa. Hòa và Nhị lấy mỗi người một cây sắt phơi quần áo, Công lấy một cán cuốc bằng tre và Bình lấy một khúc cây để đánh lại. Quá trình đánh nhau, Nhị dùng cây sắt đánh trúng đầu của Thuẫn gây yêu đương tích 36%, nhưng sử dụng đá ném trúng vào mặt Hòa gây yêu đương tích 12%. Thiên Thịnh bị chém đứt cánh tay, yêu đương tích 58%, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa xác định được người nào gây ra nên chưa có căn cứ để xử lý. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nghĩa rút kháng cáo, bị cáo Thuẫn xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án dành cho bị cáo là quá nặng. Riêng hai anh em sinh đôi Hòa, Bình một mực kêu oan. Bình cho biết một số tình tiết trong cáo trạng không đúng với cấu truyện vụ việc. Đơn cử, cáo trạng nêu nhóm Bình có biết chuyện nhóm Nghĩa sẽ quay lại gây sự nên đã chuẩn bị giữ khí để đánh lại. Tại tòa, Bình khẳng định điều này không đúng sự thật. Bị cáo khẳng định nhóm Nghĩa là bên gây sự trước và là những người nắm dao xông vào đòi chém những người trong quán tạp hóa của chị Na cung phi Bình. Trong hoàn cảnh đó, Hòa và Bình chỉ phòng vệ để bảo vệ phiên bản thân chứ không có ý định gây yêu đương tích cho người khác. Bị cáo Hòa thì khai trong quá trình điều tra, bị cáo bị hai cán bộ điều tra công an huyện Hòa Vang dùng hình đánh đập với mục đích buộc bị cáo phải nhận tội. Quá trình lấy lời khai, bị cáo cũng bị cán bộ điều tra ép cung, mớm cung. Tất cả những tình tiết này bị cáo đã trình bày tại phiên tòa sơ thẩm nhưng không được lưu ý do không có chứng cứ. Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử đề nghị bị cáo Hòa cung cấp bằng chứng chứng minh những điều trên nhưng bị cáo nói không đưa ra được. Cuối cùng hội đồng xét xử đã tuyên giữ nguyên mức án đối với các bị cáo Hòa và Thuẫn, riêng bị cáo Bình giảm xuống còn 15 tháng tù, cùng vì tội cố ý gây yêu đương tích.